Chào Quý Anh Chị đã quay trở lại với kênh Mua Bán Xe. Hôm nay em Thành VH Auto tiếp tục quay cho Quý Anh Chị một chiếc siêu phẩm khủng long về tại VH Auto nhé. Chiếc xe ngày hôm nay em xin giới thiệu chiếc Lexus 570 sản xuất 2013, có màu trắng nội thất tem nha Quý Anh Chị nhé. Chiếc xe này em đang bán với giá là 3 tỷ 850 triệu và nhập Trung Đông, xuất tại hãng tại Nhật nhé quý anh chị nhé. Chiếc xe này chạy được hơn 5 vạn mai, có nghĩa là chiếc xe chạy được 8 vạn km thôi. Xe đi rất là giữ gìn nhé quý anh chị nhé. Hôm nay em quay cho quý anh chị về nước sơn của chiếc Lexus 570 này. Chiếc xe này thì bảo cho quý anh chị luôn là đã có eco và chế độ tiết kiệm xăng rồi. Xe rất đẹp luôn quý anh chị nhá. La răng mạ chrome. Chiếc xe này thì rất nhiều option như rửa pha cam 360, cam sườn hay là đèn ban ngày, biển một chủ 30A05084. Chiếc xe này chỉ có một chủ từ đầu thôi quý anh chị nhá. Chạy cực ít luôn. Đèn 2 mức bi LED rồi. Đèn gầm cảm biến trước. Tiếp tục là em quay cho quý anh chị về nội thất của chiếc Lexus 570. Ghế da rất là mới luôn á quý anh chị nhá. Đảm bảo chơi một lớp nhăn luôn. Vô lăng tích hợp. Cửa nắp, rửa pha này, sấy vô lăng, rất nhiều chế độ như đổi cầu, gài cầu, chế độ phanh MTF, chế độ nâng gầm, chế độ comfort support đầy đủ nhá quý anh chị nhá. Sấy ghế luôn. Đấy, màn hình giải trí, nút start stop, ghế nhớ, ghế điện đầy đủ luôn quý anh chị ạ. Loa McLaren Vision, hai màn hình giải trí đằng sau, ghế rất là mới nhá quý anh chị nhá. Hàng ghế sau đã có chỉnh điện rồi, rèm cơ, tiếp tục là đến hàng ghế thứ ba của hàng cốp, cốp điện rồi quý anh chị nhá. Đấy. Ghế gập điện này đầy đủ hết, không thiếu gì. Hàng ghế thứ ba rất là mới nhá quý anh chị nhá. Để đồ rất là rộng rãi nếu mà đi hàng ghế 5 chỗ. Đảm bảo keo chỉ hay là không đâm đụng ngấm nước luôn quý anh chị nhá. Đâm đụng ngấm nước em tặng xe cho quý anh chị luôn. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi. Quý anh chị đến 33 Lê Văn Lương VH Auto để xem chiếc xe này của em nhá. Về giá thì em chắc chắn em có thương lượng cho quý anh chị. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều. Tạm biệt quý anh chị ạ.